Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Đà Nẵng, cháy lớn gần cây xăng, phản ánh của khán giả Trần Hải Phong từ số điện thoại 0169 3 số cuối 301. Phố vẫy về đêm tại Hà Nội, phản ánh của khán giả Lê Minh Ngọc từ số điện thoại 0984 3 số cuối 450. Hiệu quả từ mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại Thừa Thiên Huế, chia sẻ của khán giả Lê Công Cường từ số điện thoại 0123 3 số cuối 784. Bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân tâm thần tại Khánh Hòa, chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Khám phá đảo cò Lăng Chi Nam ở Hải Dương, chia sẻ của khán giả Quách Văn Khoa từ số điện thoại 0164 3 số cuối 190. Sau nhiều năm bỏ dở, cầu sắt huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đã được hoàn thành trong niềm hân hoan của người dân nơi đây. Chia sẻ của khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915 3 số cuối 153. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 11 tháng 9 vừa qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà nằm trên đường Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Không có thương vong về người, nhưng những đồ dùng và sản xuất của hộ gia đình này đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Có mặt tại hiện trường và chứng kiến sự việc, khán giả Trần Hải Phong từ số điện thoại 0169 3 số cuối 301 đã ghi lại một số hình ảnh và gửi về cho chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 sáng ngày 11 tháng 9 tại căn nhà số 136/31 đường Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngôi nhà nằm gần cửa hàng xăng dầu ở giao lộ Quang Trung, Đống Đa và bệnh viện Đà Nẵng, đồng thời là cơ sở sản xuất nhôm của doanh nghiệp tư nhân Long Vũ. Vào thời điểm trên, lửa bất ngờ bốc lên từ tầng 2 của ngôi nhà. Do chứa nhiều trang thiết bị, vật dụng, vật liệu thi công nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rất nhanh. Hàng xóm đã xông vào dập lửa, chi hô để những người có mặt trong ngôi nhà chạy thoát ra ngoài và dùng nước để dập đám cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh nên người dân không thể dập tắt. Cửa hàng xăng dầu Petrolimex đã phong tỏa khu vực trạm bơm, tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ, chỉ rộng khoảng 3 mét, nên việc chữa cháy của lực lượng chức năng gặp khó khăn. Xe cứu hỏa không thể vào tận nơi, mà chỉ có thể đưa vòi nước cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Sau gần 1 giờ, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không xảy ra cháy lan sang các nhà bên cạnh. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Hải Phong, thì nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn này có thể là do chập điện. Đám cháy lan nhanh do tầng 2 được chủ nhà tận dụng làm kho chứa vật liệu thi công cửa nhôm, sơn nước. Tuy nhiên không gây thương vong về người, nhưng vụ hỏa hoạn đã khiến tầng 2 của ngôi nhà bị hư hại khá nặng và thiêu rụi một số lượng lớn trang thiết bị, vật dụng, sản phẩm nhôm tại đây. Hiện tổng giá trị thiệt hại vẫn chưa được xác định và lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip phản ánh của khán giả Lê Minh Ngọc từ số điện thoại 0984 3 số cuối 450. Clip ghi lại hình ảnh một con phố vẫy về đêm tại thủ đô Hà Nội gây ảnh hưởng tới giao thông, khiến người dân tại đây rất bức xúc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đường Láng, đoạn gần cầu vượt ngã tư Sở, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cứ mỗi khi thành phố lên đèn là những chàng trai này lại ra đường đứng vẫy khách. Họ tràn ra giữa lòng đường với những lời mời mọc, chào đón khách vào quán nước ven đường.
Thậm chí, nhiều thanh niên còn chặn cả xe người đi đường để mời. Hầu hết ai đi qua đây cũng đều bị những thanh niên này níu kéo, gọi mời để vào quán. Hành động liều lĩnh, vô duyên này khiến nhiều người đi đường bức xúc. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên vỉa hè đường Láng, đoạn gần cầu vượt ngã tư Sở Hà Nội, xuất hiện la liệt các quán nước lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng. Điều đáng nói là vào các giờ cao điểm từ 17 giờ cho đến 22 giờ, có hàng chục thanh niên đứng dưới lòng đường, chặn đầu xe, mời chào khách, làm cho giao thông tuyến đường này hết sức lộn xộn, gây ùn tắc. Việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng, để xe, mỗi nhà hàng ở đây có ít nhất từ 1 cho tới 3 nhân viên chuyên làm nhiệm vụ chèo kéo người đi đường. Gửi thư về chương trình, khán giả Lê Minh Ngọc bức xúc chia sẻ: "Ngày nào đi làm về qua đoạn đường này, tôi đều chứng kiến những hình ảnh phản cảm trên. Bất kể ai đi qua đây, dù không có nhu cầu ăn uống, song chỉ cần giảm tay ga, ngó nghiêng thì y như rằng chủ cùng phương tiện bị giữ lại và phải mất một hồi phân giải mới có thể đi tiếp. Đặc biệt các quán nước lại nằm trên các tuyến đường hẹp, đông người qua lại, khiến cho các phương tiện lưu thông qua các tuyến đường này gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm." Khán giả Lê Minh Ngọc cũng cho rằng, ngoài việc làm phiền người qua lại, gây cản trở giao thông, kiểu mời chào trên sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm khi nhân viên của các quán này bất ngờ lao ra đường, mời khách trong lúc người tham gia giao thông vô tình không làm chủ được tay lái. Tình trạng trên diễn ra đã lâu và trở thành một hình ảnh không đẹp giữa thủ đô. Khán giả Minh Ngọc hy vọng các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết triệt để trả lại thông thoáng và an toàn cho người dân khi lưu thông trên tuyến đường này. Thưa quý vị, với xu thế hội nhập như hiện nay, để ổn định về giá sản phẩm nông nghiệp cũng như ổn định thu nhập từ cây rau, thì sản phẩm rau sạch phải đạt chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nắm bắt xu hướng này, cách đây không lâu, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt đầu chuyển hướng chỉ mở rộng diện tích rau an toàn. Đây là một hướng đi đúng đắn, tạo hiệu quả cao, đời sống kinh tế cho người dân ở đây. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của khán giả Lê Công Cường từ số điện thoại 0123 3 số cuối 784 đã gửi về cho chương trình. Là địa phương có thế mạnh về sản xuất rau xanh, hiện nay toàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa vào trồng hơn 250 ha rau màu các loại. Mô hình trồng rau xanh đã mang lại hiệu quả kinh tế khá lớn cho người dân. Bình quân mỗi ha rau chăm sóc đúng các biện pháp kỹ thuật, mỗi năm cho thu nhập từ 100 đến 120 triệu đồng. Đặc biệt, toàn bộ diện tích rau tại Quảng Điền đều áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hay còn gọi là Việt Gáp. Theo đó sẽ hạn chế số lần phun thuốc bảo vệ thực vật. Nông dân sẽ tăng cường sử dụng phân hữu cơ vi sinh, giảm lượng phân đạm. Các loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên rau an toàn thường là thuốc trừ sâu sinh học, giảm ô nhiễm môi trường và ngộ độc đối với người sản xuất và tiêu thụ rau. Theo phản ánh của khán giả Lê Công Cường, trước tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra ở nhiều địa phương mà nguyên nhân chính là thực phẩm có chứa hàm lượng chất độc hại cao, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát triển triển khai dự án xây dựng mô hình ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học để sản xuất rau an toàn theo hướng Việt Gáp. Qua tìm hiểu, anh Cường được biết sản xuất rau an toàn không chỉ tuân thủ kỹ thuật chăm sóc mà còn khâu thu hoạch và xử lý sau thu hoạch cũng phải thực hiện đúng quy trình. Rau an toàn sau khi thu hoạch được rửa bằng nước sạch, không dính đất trồng, cắt sạch phần gốc, loại bỏ lá già, lá bị sâu bệnh đối với các loại rau ăn lá. Còn đối với các loại quả thì loại bỏ quả bị sâu bệnh, quả bị cong queo, dị dạng. Sau đó cho sản phẩm vào các loại rổ giá, không để sản phẩm rau sau thu hoạch tiếp xúc với đất. Sau khi thu hoạch và sơ chế, rau sạch được đóng gói và đưa đi tiêu thụ ngoài thị trường. Theo nhận định của khán giả Lê Công Cường, thì việc xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng Việt Gáp tại huyện Quảng Điền đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Qua phân tích chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, phần dư lượng các chất độc hại được khống chế ở mức an toàn. Thu nhập bình quân mỗi hecta rau đạt 170 triệu đồng đến 220 triệu đồng trên một hecta. Đây là tín hiệu đáng mừng và cũng là động lực để bà con nông dân tiếp tục triển khai mở rộng trong thời gian tới. Hơn 10 năm đi vào hoạt động, bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ các bữa ăn miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo, giúp họ tiếp tục ở lại điều trị dứt bệnh để tái hòa nhập cộng đồng.
Đó là chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngay từ sáng sớm, các thành viên của bếp ăn từ thiện Bệnh viện chuyên khoa tâm thần tỉnh Khánh Hòa đã có mặt để chuẩn bị đồ ăn cho bệnh nhân. Sau khi lo xong bữa sáng, các thành viên của bếp lại tất bật sơ chế rau, củ, quả, thịt, cá để chuẩn bị nấu các suất cơm miễn phí buổi trưa và chiều. Tuy số tiền cho mỗi suất ăn ở đây không được nhiều, trung bình khoảng 22.000 đồng, nhưng những thành viên của bếp ăn từ thiện vẫn cố gắng đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng với 3 món chính cho bệnh nhân, gồm món mặn, món rau và canh. Bữa ăn trưa với cá biển, giá xào và canh bí hầm xương đã được các nhân viên chia đều vào từng hộp đựng thức ăn và chuyển lên cho các phòng, khoa để đưa đến từng bệnh nhân. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, lấy kinh phí từ các nguồn đóng góp, hỗ trợ của các mạnh thường quân trong tỉnh, đến nay bếp ăn từ thiện này đã dần đi vào ổn định. Qua tìm hiểu, khán giả Vũ Văn Hội được biết, vào đầu những năm 2000, hàng ngày chăm sóc cho bệnh nhân tâm thần, chứng kiến những hoàn cảnh hết sức thương tâm của người bệnh, nhất là đối với các bệnh nhân nghèo. Bà lãnh đạo Bệnh viện chuyên khoa tâm thần tỉnh Khánh Hòa luôn trăn trở làm sao có kinh phí để tổ chức các bữa ăn miễn phí cho người bệnh để sớm phục hồi sức khỏe, vừa đỡ gánh nặng cho người nhà bệnh nhân. Sau khi tìm hiểu mô hình bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tháng 8 năm 2003, bếp ăn từ thiện của Bệnh viện chuyên khoa tâm thần tỉnh ra đời. Khán giả Vũ Văn Hội cũng cho biết thêm, những ngày đầu thành lập, bếp ăn nhận được gần 29 triệu đồng từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Với nguồn kinh phí khiêm tốn này, ban đầu ban quản lý bếp ăn chỉ dám chu cấp cho 15 bệnh nhân nghèo ăn trong ngày. Qua thời gian hoạt động, nhận thấy việc duy trì bếp ăn từ thiện là thiết thực, giúp bệnh nhân nghèo có điều kiện để tiếp tục điều trị lâu dài, giảm bớt gánh nặng kinh phí cho gia đình, nên bà lãnh đạo bệnh viện đã kêu gọi lòng các nhà hảo tâm để vận động ủng hộ cho bếp ăn ngày càng phát triển. Từng đàn cò trắng, hàng nghìn con bay dập trời, ríu rít gọi nhau về tổ mỗi khi chiều buông trên mặt hồ An Dương xanh mát là hình ảnh cực kỳ ấn tượng đối với mỗi du khách khi có dịp ghé thăm đảo cò Chi Lăng Nam ở xã Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng với đến với clip chia sẻ của khán giả Quách Văn Khoa từ số điện thoại 0164 3 số cuối 190 để cùng khám phá đảo cò đặc biệt này. Đảo cò Chi Lăng Nam nằm giữa lòng hồ An Dương, thuộc địa bàn xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Từ lâu, nơi đây đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng và khá thân quen với nhiều du khách trong và ngoài nước. Năm 1994, đảo cò được phát hiện. Đến nay, nơi đây đã phát triển thành khu du lịch với diện tích 31.673 ha. Theo ước tính, có khoảng 16.000 con cò và hơn 6.000 con vạc thường xuyên về đây lưu trú. Trước kia, cò chủ yếu trú ngụ từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau. Nhưng nay cò về quanh năm. May mắn là người dân luôn có ý thức để bảo vệ đàn cò trên đảo. Du khách đến với đảo có thể thả tầm mắt, ngắm nhìn những đàn cò trắng toát cả một vùng. Du thuyền và thưởng ngoạn cảnh đẹp lòng hồ An Dương. Tới đây, người xem chỉ cần mua vé lên thuyền sẽ được thỏa sức tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh hoạt đổi ca của những đàn cò và vạc. Ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ đi giữa lòng hồ An Dương, du khách sẽ choáng ngợp trước không gian của từng đàn cò bay dập trời từ xa cho đến gần.
đẹp nhất là vào lúc sáng sớm và khi chiều về, trên các khóm, cành cây, hàng nghìn cò vạc đậu san sát nhau, trông xa như những cành hoa điểm đầy bông trắng. Sau một lần đến đảo cò Lăng Chi Nam tham quan, khán giả Quách Văn Khoa được người dân nơi đây chia sẻ những câu chuyện thú vị về sự tích của đảo cò. Xưa kia, khu vực Hồ An Dương vốn là một vùng đồng quê chiêm trũng, ở giữa có một gò đất nổi cao. Thế kỷ thứ 15, có trận đại hồng thủy làm vỡ đê sông Hồng, nước tràn vào cánh đồng và không rút đi được nên đã tạo thành Hồ An Dương như ngày nay. Theo nhịp thời gian, các loài cò vạc ở nơi khác tìm đến trú ngụ ngày càng nhiều. Hiện nay ở đảo cò Chi Lăng Nam có khoảng 16.000 con cò và 6.000 con vạc sinh sống. Hàng năm cứ đến mùa gió heo may thổi về, tức là vào khoảng tháng 9 âm lịch, hàng ngàn con cò, con vạc và các loài chim nước ở xứ khác lại nhộn nhịp bay về sinh sống, kiếm ăn cho đến tận tháng 4 năm sau. Đây là nơi cư trú của 6 loài cò khác nhau như cò trắng, cò lửa, cò bợ, cò gành, cò diệc và cò ruồi. Trong đó đông nhất là cò ruồi. Tiếng là đảo cò, song đây còn là nơi trú ngụ của loài vạc xám, vạc lưng xanh, vạc sao cùng nhiều loài chim khác như diệc xám, chim chả, bói cá, bồng chanh, cuốc, cú mèo. Chính vì vậy, từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm tham quan, học tập và nghiên cứu thú vị của nhiều trường học trong vùng. Khán giả Quách Văn Khoa cũng cho biết thêm, hiện nay đảo cò đã được quy hoạch thành vùng du lịch sinh thái để thu hút du khách. Đến với đảo cò, vào lúc sáng sớm hay chiều muộn, du khách đều có cơ hội được ngắm nhìn hàng nghìn con cò cánh trắng bay trao nghiêng trên mặt hồ An Dương. Đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, khi buổi chiều tà, những đàn cò ríu rít gọi nhau bay về tổ, tạo nên một khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc. Thưa quý vị, cách đây không lâu, chương trình Góc nhìn khán giả đã phát sóng clip phản ánh về việc cây cầu sắt nằm giáp ranh giữa hai xã Tam Thắng và Nam Rông thuộc huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông thi công chậm tiến độ. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc. Sau khi chương trình phát sóng, chính quyền địa phương cùng nhà thầu xây dựng đã cho tiến hành tiếp tục thi công công trình và mới đây cây cầu đã được hoàn thiện trong sự hân hoan của người dân nơi đây. Đó là chia sẻ của khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915 3 số cuối 153. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau 4 năm bỏ dở, vào cuối tháng 5 năm 2013, nhà thầu tiếp tục thi công công trình cầu sắt nằm giáp ranh giữa hai xã Tâm Thắng và xã Nam Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Nhà thầu đã làm nốt đoạn đường và mặt cầu giang dở bằng cách đổ bê tông dày 30cm, rộng 14m, kết chiều dài hai bên mố và mặt cầu dài 500m. Sau hơn 3 tháng thi công, vào đầu tháng 9 vừa qua, cây cầu đã hoàn thành trong niềm hân hoan phấn khởi của người dân các xã Đắk Win, Eapo, Nam Rông, Đắk Rông, Tâm Thắng, huyện Nam Rông. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân có đất ở hai bên mố cầu đã trở lại xây nhà cửa khang trang để yên tâm sinh sống. Theo chia sẻ của khán giả Hoàng Ninh, thì con đường nối quốc lộ 14 thuộc địa phận xã Eatling vào đến xã Đắk Win, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông được nhà đầu tư với chi phí rất lớn với chiều rộng 8m. Hai hành lang mỗi bên 2m được hoàn thành từ năm 2009. Thế nhưng trên dọc tuyến đường huyết mạch này còn có cây cầu sắt vẫn thi công dở dang. Sau khi được đổ bê tông vững chãi, nhà thầu đã bỏ qua hạng mục mố cầu, khiến cho người dân qua đây vô cùng khó khăn. Ngày nắng thì mù mịt bụi, ngày mưa thì đường lầy lội. Khán giả Hoàng Ninh cũng chia sẻ thêm, sau khi chương trình Góc nhìn khán giả phản ánh về những vấn đề nêu trên, chính quyền địa phương cùng nhà thầu xây dựng đã cho tiến hành tiếp tục thi công công trình. Và mới đây, cây cầu đã được hoàn thiện trong sự hân hoan của người dân nơi đây. Thay mặt cho người dân hai xã Tâm Thắng và xã Nam Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, khán giả Hoàng Ninh gửi lời cảm ơn đến chương trình cũng như chính quyền địa phương khi đã lắng nghe những chia sẻ của người dân. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối của chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Vào khoảng 9 giờ 20 ngày 11 tháng 9, người dân phát hiện thấy khói đen bốc ra từ căn hộ số 136/31, đường Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Cửa hàng xăng dầu Petrolimex gần đó đã phong tỏa khu vực trạm bơm, tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Chỉ đến khi có mặt lực lượng chức năng chữa cháy chuyên nghiệp, sau gần 1 giờ nỗ lực, đám cháy mới được dập tắt. Không có thương vong về người, nhưng nhiều đồ vật trong căn hộ 136/31 bị thiêu rụi hoàn toàn. Phản ánh của khán giả Trần Hải Phong từ số điện thoại 0169 3 số cuối là 601. Thời gian gần đây, trên vỉa hè đường láng, đoạn gần cầu vượt ngã tư Sở, Hà Nội, xuất hiện la liệt các quán nước lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng.
Điều đáng nói là vào giờ cao điểm, từ 17 giờ đến 22 giờ, có hàng chục thanh niên đứng dưới lòng đường chặn đầu xe, mời chào khách, làm cho giao thông tuyến đường này hết sức lộn xộn, dễ bị ùn tắc, quay việc làm phiền người qua lại, gây cản trở giao thông. Kiểu mời chào trên sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm khi nhân viên bất ngờ lao ra đường mời khách trong lúc người tham gia giao thông vô tình không làm chủ tay lái. Phản ánh của khán giả Lê Minh Ngọc từ số điện thoại 0984, 3 số cuối là 450. Trước thực trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra ở nhiều địa phương mà nguyên nhân chính là thực phẩm có chứa hàm lượng chất độc cao, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai dự án xây dựng mô hình ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học để sản xuất rau an toàn theo hướng Việt Gáp. Sau một thời gian thực hiện, qua phân tích chất lượng sản phẩm, phần dư lượng các chất độc hại được khống chế ở mức an toàn. Thu nhập trung bình mỗi hectare rau đạt 170 triệu đồng đến 220 triệu đồng trên một hectare. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với người nông dân. Chia sẻ của khán giả Lê Công Cường từ số điện thoại 0123, 3 số cuối là 784. Hơn 10 năm đi vào hoạt động, bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ các bữa ăn miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo, giúp họ tiếp tục ở lại điều trị khỏi bệnh để tái hòa nhập cộng đồng. Tuy số tiền cho mỗi suất ăn chỉ khoảng 22.000 đồng, nhưng những thành viên của bếp từ thiện vẫn cố gắng đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng với 3 món chính cho bệnh nhân, gồm món mặn, món rau và canh. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914, 3 số cuối là 904. Đảo cò Chi Lăng Nam nằm giữa lòng hồ An Dương, thuộc địa bàn xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Từ lâu đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng và khá thân quen với nhiều du khách trong và ngoài nước. Đây là nơi lưu trú của khoảng 16.000 con cò và 6.000 con vạc sinh sống. Đến với đảo cò, vào lúc sáng sớm hay chiều muộn, du khách đều có cơ hội được ngắm nhìn hàng nghìn cánh cò trắng trao nghiêng trên mặt hồ An Dương. Đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, khi buổi chiều tà, những đàn cò ríu rít gọi nhau bay về tổ, tạo nên một khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc. Chia sẻ của khán giả Quách Văn Khoa từ số điện thoại 0164, 3 số cuối là 190. Cách đây không lâu, chương trình Góc nhìn khán giả đã phát sóng clip phản ánh về việc cây cầu sắt nằm giáp ranh giữa hai xã Tâm Thắng và xã Nam Dòng, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông thi công chậm tiến độ. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc. Sau khi chương trình phát sóng, chính quyền địa phương cùng nhà thầu xây dựng đã cho tiến hành tiếp tục thi công công trình. Và mới đây, cây cầu đã được hoàn thiện trong sự hân hoan của người dân nơi đây. Chia sẻ của khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915, 3 số cuối là 153. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hãy email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng theo số điện thoại 0904 88 1414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.